Xin chúc mọi người 2024 cái gì cũng có ngoại trừ khó khăn. Xin chúc mọi người một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn gặp thời, có một sức khỏe tuyệt vời, gia đình hạnh phúc, một đời bình an. Chúc một năm mới an khang, sự nghiệp phát triển ngày càng vươn xa, tình duyên kết trái đơm hoa. Chúc một năm mới thật là thành công. Chúc mừng năm mới 2024. Hello, mình xin chào cả nhà nha. Chào toàn thể mấy anh em đánh chim đêm và tất cả các bạn đam mê săn bắt nha. Thì cũng khá là lâu lắm rồi. Mình nghỉ cũng hơn 10 ngày đó cả nhà. Mình nghỉ chăng á, chăng sáng quá là mình không có ra đánh á. Rồi bữa nay á, thì là đầu năm mới luôn. Mình ra chiến với anh em. Mình đi từ lúc 2 giờ lận, mà bây giờ mới về tới đây à. Về tới đây thì mình lên lưới xong luôn rồi. Bây giờ hiện tại lưới mình nằm ở dưới cả nhà. Để chút xíu nữa mình quay camera sau cho cả nhà xem nha. Hiện tại là mình đang đi lên trên đây, đi lên chỗ cái đầm sen ở đây nè. Đầm sen dài dài trên đây, bên kia nữa, đầm sen trên đó nữa. Mình tính là mình dắt đồ vô trong đây nè cả nhà. Vô trong đây là mình đánh ở vị trí ở đây, nhưng mà xa quá cả nhà ơi, xa quá rồi mình dắt đồ không nổi, nên là mình dừng chân ở dưới rồi, khúc dưới rồi, khúc dưới với chỗ lỗ đan ở dưới á, thì mình cũng dắt vô cỡ 200-300 mét gì đó, thì mình đi không nổi nữa, cảm thấy mệt quá rồi. Nên là mình bỏ đồ rồi mình lên cái bờ bên bờ dưới luôn. Mình tính lên đây là mình đánh cái bờ bên này nè, ngon lắm. Bờ cũng không có cỏ gì hết mấy. Cái sau lưng mình cái bờ kinh cả nhà. Bờ kinh cỏ không à. Với lại cao nữa. Mình tính là cũng đánh cái bờ này nè. Nhưng mà bờ này thì ngược gió. Ngược gió nên là với lại đất ở đây mình cắm sào không được á, nên là mình không có quánh luôn. Cái này mà có lưới đón thì được, mình đón ở đây một tay lưới nữa là ngon. Bây giờ lưới mình đang ở dưới á, ở dưới hoàng hôn ở dưới á. Thì nói chung là mình đánh chim đêm á, thì anh em đánh theo chiều gió đi thì nó rất là tiện lợi cho anh em, để khi mà biết sao chim nó đâm ở trên xuống thì nó đâm mạnh, nó dễ đâm hơn nữa. Còn anh em đánh mà ngược gió hay là không đúng chiều gió thì có lẽ là chim đâm lưới rất là kém, rất là yếu nữa, đâm cũng không chưa chắc gì dính lưới nữa, có thể là sảy con gà nữa đó anh em. Thì giống như mình bơi ghe vậy đó anh em. Mình bơi ghe theo chiều nước á, thì mình bơi rất là nhẹ nhàng. Còn bơi ngược nước á, thì nó nặng lắm, mệt lắm. Thì chim với người cũng giống vậy thôi anh em ơi. Mình là thường thường là mình đánh theo chiều gió. Nếu mà có một tay lưới đón á, thì mình đánh ở ngoài vị trí ở sau mình nè. Cũng ngon. Nhưng là mình một mình nên là một tay lưới là mệt rồi. Với lại đi đường xa nữa bữa nay. Bữa nay là tháng 1 2024. Đây mình quay camera sao cho anh em xem nè. Cánh đồng lúa với lại sen. Thì vòng vòng đây thì sen cũng rất là nhiều lắm nha. Đây một con kinh sườn nè anh em. Hai bên nè. Bên kia cỏ. Còn bên này cũng cỏ dữ lắm. Để quay xuống dưới chút xíu mới thấy đẹp nè. Ồ hết đẹp rồi. Lên trên đây chút xíu. Cỏ này cũng thấy đẹp chứ bộ.
đầy lên này mới đẹp nè. Đó, cỏ quá trời, quá lại cao nữa, nên là mình đi từ, để mình kéo vô cho anh em xem nha, chỗ cái võng ở dưới mình lên lưới rồi, mình lên võng rồi luôn đó, anh em thấy không, xa xa đó, từ hướng gì màn hình của mình đó, trên đó đó thì có lỗ đan với lại có chỗ để xe thì cũng rất là an toàn lắm, nên là mình vác vô trong đây á thì nó xa quá rồi, nên mình vác không có nổi nữa, vác đồ một mình đó. Mới lên cái địa điểm vị trí mình đang đứng nè, nên là mình dừng chân ngay ngay khúc dưới ở dưới dưới đó luôn đó. Đó, ở dưới đó thì hai bên, một bên bờ kinh bên này, một bên bờ kinh kia thì nó có bụi lùm á, rồi nó sẽ ngăn chặn chim nó đi qua đi lại á cả nhà, nên là tỷ lệ đâm lưới thì cũng rất là thấp lắm. Tối nay mình cố gắng mình đặt lo về hướng về bên này rất là nhiều, hai bên này luôn, hai lo bên này lên trên đây hết luôn. Hai lo trên ngược ngược gió nha, để nó rút chim từ xa lại. Mình tính là mình đi lên trên đây nè, mình đặt lo đây rồi lưới ở đây nè, rồi mình rút chim từ xa thì trên đó đó, từ trên đó đó cho nó về đây. Nhưng mà mình đi lên đây nó mệt quá rồi, nên là mình không có đi lên nổi, nên là mình đánh ở dưới luôn, nên lo của mình nó phát đi ngược gió thì nó nghe không được xa. Nếu mà xuống dưới á, xuống dưới theo chiều gió thì nó nghe rất là lớn, nên là hai cái lo là mình hướng về đây hết trơn luôn. Mình đánh có hai con à cả nhà ơi, mình đánh tiếng đục với lại tiếng trong nha, tối nay nha. Thì mà từ trước đến nay là mình chỉ đánh có hai con tiếng đơn thôi, đục và trong thôi, chứ không còn có đánh hai con nào hết. Hai con nào á thì lúc mà ở khoảng 3 giờ á mình đánh đánh hai con, còn thường thường là mình đánh tiếng đơn hết, tiếng đơn một tiếng chục, à một tiếng đục một tiếng trong đó. Anh em thấy lúa không, quá trời trúng luôn rồi. Năm nay là người dân làm hốt bạc luôn rồi, Tết năm nay lụm tiền rồi, trúng bé bờ luôn rồi, cánh đồng ở đâu cũng trúng hết trơn à. Mình thấy hạt không dày mịt luôn nữa anh em, anh em thấy không, nói chung là người dân ở đây làm lúa trúng thiệt, rất là đều lúa luôn đó nha, công nhận thiệt. Mấy tháng trước thì lúa thì còn hơi thất thất với lại không mấy gì trúng đâu, 5 6 7 tháng trước á, lúc đó người ta còn trồng sen nhiều lắm, nhưng mà bây giờ lúa lúa lên giá rồi á, bây giờ người ta làm lúa lại rồi. Nói chung là cánh đồng ở đây lúa rất là trúng luôn á, mình đi tham quan rồi đồng nào đồng nấy là trúng hết, từ đây tới Tết là tiền vô như nước luôn rồi. Người ta làm lúa trúng, còn mình đánh chim đêm á, thì không có trúng hết trơn, đủ ngày công là mừng dữ lắm rồi. Mấy anh em đánh đánh trăng sáng á, thì đủ ngày công mình mừng dữ lắm rồi. Mình có coi video mấy anh em, mình coi video của mấy anh em á, mình coi hết luôn anh em ơi, mình không có tua. Xong cái mình đặt lại một bình luận cho anh em để có động lực, như là mình xem video giao lưu nhau với nhau vậy đó anh em, để kênh anh em chúng ta phát triển càng ngày càng phát triển á, chứ đừng càng ngày càng xuống là tới lúc đó nản lắm nha anh em. Hồi gần đây á, tới Tết đây á, anh em hiểu rồi đó, mình đánh chim đêm có nhiêu đâu anh em ơi, đủ ngày công thôi à.
Nhưng mà bây giờ đám tiệc kìa tùm lum tá lửa luôn, thiệp cưới rồi thôi nôi đầy tháng, nói chung là chịu không nổi luôn á. Chứ không có tiền là đi không có đi luôn cả nhà ơi, không có tiền chứ bây giờ không có tiền biết sao giờ, chứ bây giờ ai giận giận đi bây giờ biết sao giờ, chứ không có tiền lại chẳng lẽ mình biết phải làm sao, đánh kim đêm không có nhiêu tiền hết trơn. Từ đây tới Tết đi anh em nghỉ đi, cưới đùng đùng á, ở gần nhà mình bữa nay cưới hai ba đám nữa đó, cưới đùng đùng luôn. Đây mình đi xuống dưới cả nhà ơi. Đây mình đi xuống tới dưới vậy nè cả nhà. Cái chỗ mình đang đánh thì cũng có đầm sen, nhưng đầm sen ở đây cỡ khoảng 3 công thôi à, thì cũng mới lên thôi, còn non mà. Đây tay lưới của mình ở trước đó cả nhà. Mình đi hơi bị lung lắc chút nha, cả nhà xem thông cảm cho mình nha. Chiều nay tính là phát máy đánh cần cuốc bậy bạ, nhưng mà không biết có cần cuốc hay không. Bây giờ đi đường xa phải đánh thôi cả nhà ơi. Bữa nay mình đi từ nhà mình lên tới đây á, lên tới huyện Long Phú á, cũng rất là xa lắm á, ba mấy cây á, 31 32 cây gì á mình nhớ nhớ á. Mà mình đi dài dài trên đường đó, đám cưới rồi sinh nhật, nói chung là nhóc luôn. Vào những tháng này đám cưới rất là nhiều, thì mình cũng cố gắng mà đi đánh chim đêm như nè cả nhà để kiếm tiền, để kiếm tiền mà đi đám người ta. Chứ vòng vòng nhà người ta mời á, mình không đi là không có được, nên rất là khó lắm. Này cố gắng mà chạy thôi, bây giờ có đồng nào dành dụm đồng đó thôi, bây giờ bớt ăn chơi rồi. Cái ở dưới đó là chỗ lỗ đan đó cả nhà, chỗ màn hình của mình nó xe mình đầu ở trên đó đó, chạy vô một khúc chút xíu à, đường đất á, chạy vô chút xíu là hết đường đi rồi, nên chạy vô không có được trong đây. Nếu mà chạy vô trong được được trong bờ kinh đây á, thì ngon lành rồi, có nó ngon lành rồi, mình dắt đồ đi qua bên đó, đi qua bên đó chỗ mình ngồi hồi nãy á, thì nó cũng gần rồi, nhưng mà đi không có được, bụi lùm không à, xe mình đậu ở dưới á. Có mình kéo vô nó xe mình đậu dưới cái đoạn đường lộ đan này chứ, ở dưới kia thấy dây điện đó cả nhà, đó lộ đan đó đó. Từ nhà chạy lên đây kiếm đồng lúa mà đánh, không biết có gà chích ở đây, mà mình không có đánh chích đâu cả nhà ơi. Ôi, chuẩn bị máy móc xong hết trơn xuôi rồi, chưa ăn cơm nữa, vợ cơm đi theo nè, vợ cơm đi theo để chút xíu ăn cơm.
Chiều nay thì bạn mình cũng đi đánh, nhưng mà đi đánh đồng cho quýt. Đồng cho quýt thì mình có đánh thì cũng gần nửa tháng đó anh em. Nhưng mà bây giờ là bẻ đồng hết trơn rồi. Là xạ xạ lên cũng được cỡ khoảng 1 tuần lễ rồi nha. 1 tuần lễ đó. Xạ lúa xong rồi đó. Bây giờ bạn của mình đi đánh, bây giờ nếu mà xả được tuần lễ như vậy á thì chim nó đi, nó gớt xuống bãi á, thì nó sẽ đâm lưới mình, nó đứng hơi nó mỏi giò à, là nó đi nữa à. Còn mình á, thì mình chạy xô tới đây nè, mình kiếm đồng lúa. Thì bạn của mình đánh hồi tối thì cũng được con gà mái. Thì tối nay đi nữa rồi, chút xíu điện thăm chút. Tại hồi tối thì tối hôm qua lên 9 giờ, hồi tối thì lên lên 9 giờ rưỡi trăng đó nha. Thì tối nay chắc cỡ khoảng 11 giờ, 10 giờ rưỡi thôi mới lên. Mình đánh chim đêm á, trăng sáng là mình không đánh đâu cả nhà ơi. Một là mình đi chích cá, hai là mình đi soi. Vậy thôi nha anh em, mình chào anh em buổi chiều nha. Sáng tối có thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tiếp tục nha. Thì đặt lo chỉnh máy thì mình không có chia sẻ anh em đâu nha. Thì trong những video trước thì mình cũng có chia sẻ anh em rồi. Thì đặt lo thì cũng đơn giản lắm anh em ơi. Cũng bình thường thôi. Anh em đánh chim lâu năm hay là đánh 3-4 tháng gì đó là anh em tự kinh nghiệm, anh em tự đặt lo. Ăn thua cái file của mình đó anh em. Với lại cái máy của mình á, ngon hay không ngon là nho cái đó đó. Nếu mà file của mình ăn tiếng mạnh á thì anh em quánh á. Với lại cái máy âm ly nhỏ của mình á, nếu mà chỉnh đúng bát chép đàng hoàng rồi giống y chang nó vậy đó là nó sẽ đâm lưới cho anh em thôi. Còn anh em muốn đặt lo như thế nào thì tùy anh em thôi. Mỗi người thì mỗi suy nghĩ rồi mỗi tính khác nhau. Như là anh em mình chia sẻ anh em đặt lo như vậy rồi mấy anh em thì nhiều khi là anh em bánh thì thấy gà không lên thì mấy anh em chuyển lo, rồi đảo lo đi chỗ này đảo chỗ kia. Thì đầu giờ thì mấy anh em đảo đi bình thường, thì khoảng 9 giờ đó thì mấy anh em chuyển lo lại ngay vị trí nào đó. Một thì anh em để một cái lo bên trên, một lo bên dưới, thì mình cách nhau cỡ khoảng là 10 mười mấy hai 20 gì đó, thì theo tay lưới của anh em dài hay ngắn nha. Của mình thì 100 m thì mình đặt lo là từ 15 m dây điện nha, lo để khoảng cách xa lo nhau để biết sao mình đánh là thì nó không có loạn tiếng anh em. Khi mà loạn tiếng thì chim nó lên rất là khó lắm. Thì nếu mà anh em tay lưới nhiều quá thì anh em đặt lo thì 10 mấy 20 là ngon, đó là không bao giờ loạn tiếng. Tỷ lệ chim đi đâm lưới anh em rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thời tiết á, còn lạnh nha. Với lại sương mù còn xuống sớm nha. Tối nay chắc xuống chắc cái 9-10 giờ nữa quá. Nếu mà xuống sớm quá tỷ lệ chim đi rất là yếu lắm. Nhưng mà cánh đồng ở đây nãy giờ mình đứng nãy giờ á, không có thấy con nào mà chốt chốt hết trơn á. Im ru luôn. Không biết đi đâu hết trơn rồi. Cánh đồng mới thì mình đánh ở đây là mình chưa biết đâu. Mình đánh được một đêm rồi mới nó về, về rất bãi. Rồi chiều gãy giờ này nè, là mình để ý mình nhìn đi, là có thể là chốt nhá, 1-2-3 con gì đó mình không biết. Đó là phải có về, đâm lưới hay không đâm lưới gì là, đó là chưa có biết nữa. Nhớt xuống bãi, cái nằm ở đó hoài luôn, không chịu lên, không chịu đi chơi hết trơn. Tháng này người ta đi chơi đi chứ, đi chơi mạnh mạnh vô.
Tháng này thì không có mưa hết trơn nè, ở đây có nước nè, về đây mà uống. Về đây uống là biết cảnh. Nói với cả nhà nè, nói với anh em là tay lưới á, nói là để dành tiền mua tay lưới mới, nhưng mà tiền thì không đủ tiền mua đủ các kiểu hết, một lớp con nhỏ nữa. Tay lưới của mình hiện tại nó đứt nhóc luôn, tối nay mà đâm lưới của mình đó mình chạy chắc bỏ dép nữa, quá đứt nhiều quá, nhiều lỗ rách dữ lắm. Mình cố gắng giá nhưng mà giá không nổi nên em giá không đó. Tính chiều chiều là mình rảnh mình đi giá được lỗ nào hay lỗ đó. Khi mà đâm vô cái lỗ đó cái mất tiêu luôn, rớt xuống lúa mất luôn. Cố gắng dành tiền để mua tay lưới mới anh em ơi. Bây giờ đánh chim nó thấp thu quá trời luôn rồi. Mấy anh em mình vậy thôi anh em ơi. Dính được con gà cả nhà ơi. Giờ này gần sáng rồi mới lên được con một à. Sương mù quá trời luôn rồi. Thời tiết lạnh quá trời luôn á anh em ơi. Lạnh là mình chịu không nổi là mình chui vô võng mình ngủ luôn á. Để mình gỡ nó. Nó quậy banh chành này luôn. Cả nhà thấy sương mù quá trời nè. Giờ này gần sáng rồi. Lên đường con duy nhất kìa. Được 4 con ngằn cuốc. Mình không có quay cho cả nhà xem nữa. Mình không có quánh nó cả nhà. Mình đánh gà không á, cái nó đi á, dính á. Lâu lâu mình đi thăm lần á, thời tiết lạnh quá trời rồi, cái mình ngồi đây không chịu không nổi á, cái mình đi ngủ. Lúc mình đi thăm được 4 con ngằn cuốc nè. Giờ này lên được con gà mái à. Từ đây tới sáng không biết có con nào nữa hay không đây. Từ đây tới sáng mong sao được con nữa đi. Bên kia xa xa cái gì vậy trời. Thời tiết lạnh quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Vui gà luôn cả nhà ơi. Ui, chạy em. Trời ơi, sảy luôn.
chạy không kịp luôn. Con gà trống nữa chứ. Đài phát thanh đang lên rồi đó cả nhà. Đầm lúc sáng nè. Ui, buồn quá trời luôn rồi gà trống. Thôi mình xin úp máy nha cả nhà. Sáng rồi cả nhà ơi. Sương mù quá trời luôn kìa. Nhìn mờ mờ không thấy gì hết trơn luôn á. Ánh nắng lên cao dữ lắm rồi. Nãy giờ mình lo dọn dẹp đồ đạc. Rồi mình lên mình treo lưới cho rồi. Cuộn lưới lên á. Để sợ người ta bữa nay người ta có xịt thuốc này kia thì không có vướng. Mình tính là cuốn vô bao luôn rồi nhưng mà thôi mình cọt lên như vậy đi thì cũng được rồi. Thì đầu năm mới mình xin chúc cô chú anh chị và tất cả các bạn gần xa được dồi dào sức khỏe nha. Gia đình luôn bình yên và hạnh phúc nha. Nhất là trai gái thành hôn thì cháu con đầy làng nha. Vui nhà vui cửa cả nhà ơi. Đầu năm mới thì mình được có một con duy nhất cả cả nhà ơi. Một con gà. Một con gà mái nữa. Sảy hết một con nữa đó cả nhà, gần sáng đó. Với lại được bốn con cần cuốc. Cần cuốc thì hồi chiều á mình có thổi nhưng mà không có đâm con nào hết trơn à. Tới lúc mình mở tiếng gà khuya khuya mới đâm. Đâm mà mình đi thăm mới dính á. Rồi mình không có quay cho cả nhà xem luôn. Thời tiết là có lạnh luôn. Mình chịu không nổi cái mình vô trong trong võng mình ngủ luôn. Gần sáng mấy con gà nó đâm. Đâm hướng bên đó con đó. Lúc mà mình chạy đi đó cả nhà. Con gà trống nữa. Mình chạy gần tới thì nó tung ra luôn rồi. Nó không bước xuống tùng. Do lưới mình dùng quá trời dùng rồi. Người đâm một con gà mái trên đây nữa. Trên chỗ lúa nè. Cũng đâm gần sáng luôn. Lưới dùng quá trời rồi chạy đi về nó không vô rớt tung tùng nữa. Nó gây ra luôn. Mình chạy đi nó ra luôn. Gần tới chút xíu nữa cả nhà ơi. Thì khai trương thì được một con gà thì cũng mừng dữ lắm rồi. Thấp thu rồi đó. Nói chung là đủ tiền xăng, tiền ăn cả nhà ơi. Đường xa quá. Bây giờ chuẩn bị dọn đồ đạc về xong xuôi hết trơn nè. Rồi mình về luôn thôi cả nhà ơi. Mình chào cả nhà luôn nha. Buổi sáng luôn nha.